Top Tara của mình nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần này. Và hôm nay sẽ là một clip đối đầu với vị tướng World Cup nha anh em. World Cup được mệnh danh là một vị tướng bất tử 5 giây luôn nha anh em. Ok, trong trận đấu hôm nay mình sẽ để coi World Cup và Tara con nào sẽ bất tử lâu hơn nha anh em. Mình sẽ cố gắng chơi bất tử trận này luôn, nguyên trận này luôn nha anh em. Để cho World Cup biết là vị tướng nào mới bất tử, là vị tướng bất tử nha anh em. Ok, so về chất mạch chất tướng thì World Cup là một vị tướng trên cơ của Tara nha anh em. Nếu mà để trúng chiêu 1, trúng chiêu 2 của nó đánh chiêu 1 nữa là rất là thốn nha anh em. Dạ, thấy không, nó bay vô rất là thốn luôn nha anh em. Và vị tướng này cũng là một vị tướng khá là khó nhằn khi nó bất tử tới 5 giây lần nha anh em. Rất khó chịu thấy anh em. Nhưng mà mình hên, rất may mình được có bạn Richter ganh từ ngay những phút đầu tiên luôn em. Hơn nhau là cái đồng đội chứ không phải là hơn nhau ở chất tướng nha anh em. Chất tướng mình dở nhưng mà đồng đội mình biết cover cho mình, biết hỗ trợ mình thì nhiều lúc nó lại hay hơn cả một con tướng xịn sò nha anh em. Ok, và chỉ cần một mạng như vậy thì có thể là nó sẽ bị thọt vàng, thọt cấp hơn mình rồi. Và bây giờ mình là một vị tướng trên cơ nó lại nha anh em. Với chất tướng của World Cup mà mình nó đã có thêm một cái bộc phá nữa thì World Cup cũng không phải đối thủ nặng ký lắm nha anh em. Tích chặn lính lại mà để họ đi ganh cho đường trên nhưng mà không kịp rồi anh em ơi. Nên là mình quyết định ở dưới và farm luôn. Ok, trong trận đấu hôm nay mình lại lên theo phong cách lên đam cho Tara nha anh em. Dạo này chơi đam thấy cũng được đây. Nên là trận này mình lại lên đam. Nói chung khi mình xanh thì mình chơi cái gì cũng đúng, còn khi mình phế thì mình làm cái gì cũng sai nha anh em. Nên đặc biệt cứ farm, tích cực farm vào để cho mình xanh lên nha anh em. Xanh thì mình làm cái gì cũng đúng thôi. Nên trận này mình có lên đam đi nữa hay lên thủ đi nữa thì mình vẫn sẽ ăn được vị tướng World Cup này nha anh em. Rồi xong, lại một pha ganh của thằng Trừng nữa. Đã xanh lại còn được ganh nữa anh em ơi. Thứ gì chịu nổi anh em. 3-0 dành cho mình rồi. Ở cái lane tà thần này thì được ganh hay không ganh. Nếu mà không ganh thì mình cứ cố gắng ôm farm thôi nha anh em. Còn nếu được ganh thì còn gì phải nói. Các bạn đừng AD đường tớ, AD bạn AD muốn lên TV, bạn AD hỏi có được lên TV không? Tất nhiên là lên rồi bạn. Nói chung mình sẽ tập hợp những clip nào hấp dẫn hoặc là lạ. Nói chung là sẽ không bị trùng lập nội dung nhiều lắm. Nên là nhiều lúc có nhiều bạn muốn lên TV. Nhưng mà nhiều lúc ví dụ mình mới đăng cái clip chơi với được con gấu đường kinh công thì giờ không lẽ chơi với con gấu nữa rồi mình lại đăng lên tiếp, nó sẽ bị nhàm chán anh em. Nên nhiều lúc mình clip nhiều lắm nhưng mà mình không có biết đăng làm sao. Tại vì nó nhiều lúc nó lại trùng nội dung hoặc là trùng con tướng đi chơi. Nên nhiều lúc mình cũng không có ra clip thường xuyên được nha anh em. Bởi vì cái mặt hạn hẹp khi mà mình chỉ chơi có một vị tướng Tara. Nên là có gì anh em thông cảm cho mình nha. Ok, nếu mà xem tới đây anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like và một cái bình luận gì đó nha anh em, để ủng hộ kênh mình nó sớm chóng phát triển nha anh em. Mình cũng muốn làm một vài vị tướng khác nhưng mà thôi, cứ trung thành thôi, trung thành với Tara nha anh em. Có lâu lâu mình sẽ đổi khẩu vị cho anh em bằng những cái vị tướng khác.
nhưng trong một vài mùa này mình đã quyết định phải cài được cục vàng mới được anh em ơi. Cố gắng cài cho được cái cục vàng để lấy trong lịch sử mình có được cục vàng nha. Cố lên, mình cũng được top khoảng ba mấy Việt Nam rồi, cũng không có xa cục vàng lắm đâu. Quyết định chắc trong mùa tới này mình sẽ cố gắng lấy cục vàng nha anh em. Ok, phút thứ 6, phút thứ 50 giây của trận đấu và mình đã có 4 mạng rồi nha anh em. Thấy da, cũng hơi đau nha anh em. Team mình cũng đông mà, chơi luôn nha anh em. Bạn bò khá là hổ báo với mình nè. Trâu được đánh lâu cũng chết thôi anh em. Với cây thương long Venus thì quấn bằng bò, càng đánh càng phá giáp bằng bò nên là mình cũng không có ngại bằng bò lắm nha anh em. Chơi được, có bằng bò mình vẫn chơi được nha anh em. Bằng rát tem bạn cũng khá là hổ báo nha anh. Ok, pha này mình sẽ lui về và để đứng cao lên nha anh em. Nhớ mình đã chơi đường nào cũng vậy, mình muốn giao canh thì mình nhớ để đứng cao rồi mình phải giao canh ra. Trận này thì team mình chơi cũng khá là ok luôn em, rất là hấp dẫn. Team mình chơi khá là mạnh luôn, 16-2 cho team mình rồi. Team bạn có bạn rác, đá khó là chắc, khá là khó chịu nên mình sẽ lên một cái full control để mình cũng là bớt một tiếng nha, có một cái máu và một cái giáp phép để mình có thể lăn tả với tem. Ok, cứ đẩy cao lên anh em. Tranh thủ thấy tem bạn mà bị hở sơ hở là mình đẩy trụ nha anh em. Team mình bắn van lên phép, bắn cũng rất là rét luôn em. Ok, team bạn nhớ chết hai mạng anh em ơi. Cố gắng đẩy thêm cái trụ nữa nha anh em. Bắn van tốc biến khá là nhanh luôn. Nè, đẩy trụ này luôn em. Hai mà kẹn được nữa. Bạn gấu lăn xả ra chạy được không? Gấu cũng rất là cơ động nha anh em. Ok, hai trụ cho team mình. Còn trụ đó mình quyết định thấy rồi nha anh em. Mấy người trụ đó cho cho em lại khỏi đỡ đi. Tới lúc này mà chỉ cần team bạn bị bắt lẻ một cái thì chắc tình rồi. Thì mình đang có lợi thế rất là cao luôn, về vàng, về cả trụ và về cả cái lượng nó giết nha. Ok, em mình thì đang có kinh công nè, mình sẽ hỗ trợ thêm mình đang có kinh công này và win luôn nha anh em. Tên hen đã 7-0 rồi anh em, rất là ngầu luôn. Ok, chắc mình sẽ thả kim trong đường này để mình lấy luôn cái trụ luôn. Khoan, lính mình không có nên mình thả luôn đường mid để ép luôn nha anh em. Trời ơi, bạn Roker bắn một cái một nó nửa cây máu luôn nha anh em. Team mình quấn là xanh luôn rồi, ép trong trụ không, team mình không cần ra ngoài luôn nha anh em. Ok, cảm ơn xem đã xem đến cuối clip nha anh em. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like nha, nếu đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn độc. Giờ mình phải kết thúc rồi, hai người hai lối.